Tiếng thơm muôn đời nay còn mãi khi nhắc nhớ về vị thần vệ quốc, tướng quân Nguyễn Hoàng Bảy với công lao chống giặc ngoại xâm, trấn giữ biên ải và một lòng thương dân ai cũng kính nể. Đền Bảo Hà từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về với mảnh đất Lào Cai của rất nhiều du khách thập phương. Đền Bảo Hà, tọa lạc tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi thờ thần vệ quốc Hoàng Bảy, nhiều nơi gọi là đền ông Hoàng Bảy. Nơi đây không khí trong lành, cảnh sắc núi non hùng vĩ hữu tình, cùng với những câu chuyện kể hấp dẫn về công lao vệ quốc của quan Hoàng Bảy và mảnh đất Bảo Hà lịch sử. Đền Bảo Hà có tổng diện tích quy hoạch hơn 12.000 m2 thuộc phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Bảo Hà - Tân An. Di tích đã có quy hoạch bãi đỗ xe với diện tích khoảng 5.000 m2 đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân và du khách. Đền Bảo Hà là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đã được nhà nước xếp hạng vào tháng 11 năm 1997. Đến tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công nhận Đền Bảo Hà trở thành điểm du lịch. Về kiến trúc tổng thể của Đền Bảo Hà, sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1997, tháng 11 năm 1997 thì được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như là Ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và đã Ủy ban nhân huyện Bảo Yên đã tiến hành trùng tu tôn tạo. Từ thời điểm đấy thì kiến trúc đã vẫn dễ giữ được cái nét hoang sơ nguyên vẹn ở trong nội tự của nhà đền và ở khu vực ngoài vi của đền để tạo ra một cái khung cảnh quan đẹp hơn, đáp ứng được cái nhu cầu của du khách thập phương nhưng cũng vẫn gìn giữ được những nét đặc sắc truyền thống của đền Bảo Hà ở trong khu vực nội tự đền. Xưa kia, Bảo Hà có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ biên giới, là cửa trạm canh phòng tuyến sông Hồng phía Tây Bắc Việt Nam, ngăn chặn các cuộc tấn công của giặc phương Bắc về Thăng Long. Giữa niên hiệu Cảnh Hưng đời nhà Lê, trấn Bảo Hà là trung tâm của Châu Văn Bàn, nơi đây được xây dựng các thành lũy trạm gác chống giặc cướp phương Bắc. Vị trí Bảo Hà ngày càng trở nên quan trọng, có đường sông, đường bộ, huyết mạch nối liền biên giới với Lỵ Sở Hưng Hóa. Vào cuối thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786, khắp vùng đất thuộc phủ Quy Hóa, nhất là Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bàn luôn bị giặc vùng Vân Nam Trung Quốc tràn sang cướp phá. Trước tình hình đó, triều đình nhà Lê cử danh tướng họ Nguyễn là Nguyễn Hoàng Bảy lên trấn thủ vùng biên ải. Ông đã cho xây dựng vùng đất Bảo Hà thành căn cứ lớn, đồng thời tập hợp các thổ ti, tù trưởng, chiêu nạp quân sĩ ngày đêm tập luyện, thống lĩnh đội quân thủy bộ tiến lên Lào Cai, đánh đuổi quân giặc phải rút về vùng biên giới Vân Nam Trung Quốc. Sau đó, ông chiêu dụ các thổ hào địa phương nhiều dân tộc như người Kinh, người Sao, Thổ, Tày, Mán, Nùng về lập làng khẩn điền, khai mỏ, xây dựng quê hương. Với âm mưu chiếm Lào Cai, giặc phương Bắc thường xuyên đem quân tiến đánh các khu vực biên giới, nhưng các cuộc xâm lược nhỏ ấy đều bị quân và dân vùng biên chống trả quyết liệt, đuổi chúng về nước. Nhưng ý đồ xâm chiếm của chúng vẫn không dừng lại. Chúng điều một đạo quân lớn do tướng giặc là Tả Tủ Vàng Pẹt dẫn quân sang xâm lược bờ cõi. Danh tướng Hoàng Bảy lại một lần nữa xuất quân đánh giặc. Song do giặc phát hiện bí mật quân sự của ta, mặt khác, quân giặc đông, trận chiến không cân sức giữa quân ta và quân xâm lược, nên ông và các tướng lĩnh đều đã hy sinh anh dũng. Các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Triều Nguyễn đã phong cho ông danh hiệu Trấn An Hiển Liệt và ban sắc phong là Thần Vệ Quốc. Ông là người có công xây dựng phòng tuyến Bảo Hà chống giặc ngoại xâm và sau một trận chiến không cân sức, thì ông bị giặc bắt và sát hại.
xác ông trôi theo keo thông hồng và đến Bảo Hà, bà con nhân dân tiến hành vớt xác ông. Và theo lịch sử thì khi xác ông đến Bảo Hà thì ánh quần mây vũ và ông được thác lên trên thiên đình. Bà con nhân dân ở đây, ở khu trấn Bảo Hà này ngày xưa thì nhớ đến công ơn của ông lập đền thờ và thường xuyên nhang khói cho đền ông. Mỗi lần tới đền thờ ông Hoàng Bảy, ta lại được nghe những câu thơ, lời hát hay văn khấn ngợi ca vị thần vệ quốc có công đối với quê hương, với nhân dân. Nhắn ai lên đất Bảo Hà nếm mùi phong nguyệt, ấy là thần tiên. Cõi Bắc Địa còn truyền cổ tích, quan Bảo Hà thực đích trung quân, sinh thời làm tướng trung thần, tấm lòng yêu nước thương dân hãy còn. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, quan Hoàng Bảy là một trong những vị thánh được người trong và ngoài đạo nhắc đến rất nhiều. Trong tứ phủ thánh hoàng, ngài là một trong 10 vị quan hoàng, ngài đứng thứ 7 trong quan hoàng Lục An Biên và đứng trước quan hoàng 8 Bát Nùng, đều là các hoàng tử được quy về làm con đức vua cha Bát Hải Động Đình. Ngài được nhân dân tôn kính, phụng thờ hầu khắp các đền điện phủ. Trong hệ thống thờ mẫu, hầu như đều có ban thờ ngài. Tôi cũng là những bậc con cháu, thì ngày hôm nay cũng mang cái tấm lòng thành của mình đến để bày tỏ đến với ngài Đức Thánh Hoàng Bảy để xin ngài học theo đức hạnh của ngài và học theo niềm tin và đức hạnh của ngài để gìn giữ đất nước Việt Nam luôn luôn được phát triển và tươi đẹp hơn. Ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên cũng thực hiện cái việc mà đề nghị quý khách, yêu cầu quý khách là thực hiện đúng cái nội quy của các khu di tích nói chung và riêng của đền Bảo Hà nói riêng, không thực hiện cái việc mà cũng như thờ cúng bằng thuốc phiện, rồi những cái hình ảnh liên quan đến thuốc phiện, rồi là một số những cái hình ảnh mê tín dị đoan như xem bói hay rút tẻ, thì chúng tôi đã quán triệt rất sâu sắc cái vấn đề này. Và chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách, khi mà du khách chưa nắm được những cái thông tin thì chúng tôi đã đề nghị du khách là không thực hiện cái việc những cái việc mà mê tín dị đoan trong khu nội tự đền. Đến với đền Bảo Hà mới thấy không khí của mùa xuân dường như được kéo dài hơn, bởi các tháng đầu năm không chỉ có nhân dân thập phương về lễ bái, mà đền Bảo Hà còn là chốn linh thiêng mà hầu như các thanh đồng mọi nơi ai cũng muốn được thực hiện nghi lễ hầu đồng tại đây. Đó cũng là nét văn hóa đặc trưng tại đền, từ lâu được nhân dân gìn giữ và phát huy hiệu quả. Hát chầu văn thì là một trong những cái di sản văn hóa của Việt Nam. Thì tôi thực sự như bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất là thích. Thực sự tôi rất là thích và rất là mong được rằng là các thế hệ về sau chúng ta lưu giữ được cái nét đẹp truyền thống đó, và thật sự là để cho mãi mãi về sau chúng ta vẫn có những cái mùa xuân mà có hầu đồng như thế này để có thể được trải nghiệm. Nghi thức hầu đồng thì đối với đền Bảo Hà và các khu di tích khác thì chúng tôi cũng cho tiến hành đăng ký và để thực hiện các nghi lễ thâm linh và đảm bảo là theo đúng quy định của Bộ Văn hóa về cái thực hành tín ngưỡng hầu đồng ở các khu di tích, và không có những cái giá hầu mang tính chất mê tín dị đoan
Đấy. Và trong quá trình mà thực hiện cái cái tín ngưỡng hầu đồng mà có những cái mê tín dị đoan trong đó thì chúng tôi sẽ yêu cầu và nhắc nhở các thanh đồng thực hiện nghiêm cái việc mà chấp hành đúng theo cái quy định thực hành tín ngưỡng hầu đồng. Không chỉ có giá trị về ý nghĩa lịch sử, tâm linh, cho đến nay kiến trúc của đền gần như được giữ nguyên, thể hiện sự uy nghi và trang nghiêm, gồm cổng tam quan, sân đền, nhà khách, phủ chúa sơn trang, tòa đại bái, cung cấm, cung nhị, cung công đồng. Đặc biệt, nơi đây còn có mộ của quan Hoàng Bảy. Quang cảnh ở đây rất đẹp và đứng thì thấy cảm giác như là mình kiểu như thấy khỏe ra vì không khí trong lành. Đấy, lên mộ thăm mộ của ông thì bình thường ở nhà đi vài bước thì rất là mệt, nhưng mà lên lại thấy khỏe ra. Nó cũng là một điều do là cái tâm linh. Đến đây mình chỉ mong là có sức khỏe và được bình an cho gia đình. Thực ra thì dịch bệnh thì nó vẫn chưa hết. Chúng ta không thể chủ quan được, nhưng mà cảm thấy rằng là khi chúng ta đã có thể quay trở lại này, tham gia vào các hoạt động chẳng hạn như lễ hội hay là đi đền vào các dịp đầu xuân này, thì tôi cảm thấy thật sự là cảm thấy yêu cuộc sống hơn rất là nhiều và cảm thấy trân quý hơn những ngày bình thường như thế này. Với những giá trị về văn hóa, di sản đặc sắc cùng quá trình quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, điểm du lịch tâm linh đền Bảo Hà từng bước sẽ phát triển trở thành khu du lịch tâm linh trọng điểm, kết nối các di tích lịch sử phong phú của huyện Bảo Yên cùng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Trong những di tích ở khu vực, phải kể thêm về ngôi đền Làng Lúc, cũng thuộc xã Bảo Hà. Ngôi đền thờ ba vị thành hoàng làng là các vị tướng quân tài ba, đã có công cùng với danh tướng Nguyễn Hoàng Bảy đánh đuổi giặc phương Bắc, giữ yên bờ cõi và có công trong việc chiêu mộ đồng bào các dân tộc, khai thôn lập ấp. Thánh Hoàng Bảy cùng những vị tướng tài ba đã đi vào thế giới tâm linh, như vị nhân thần của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Lào Cai. Sức mạnh vô hình ấy đã lan tỏa tới toàn thể cộng đồng nhân dân các dân tộc trên mọi miền đất nước. Bảo Hà là ngôi đền có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống xã hội, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là chỗ dựa tinh thần của người dân và cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào cho các thế hệ, các dân tộc trên mảnh đất Lào Cai nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.